thiên Phật nhận những chặng đạo dạy đời vườn lộc ngày giờ chân sanh thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thịnh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân kết tích rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Huy Niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng học ngày hôm nay mi tiên vấn đáp ạ. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư. Dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, kính đảnh lễ Đệ Đức Thanh Tâm, Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý vị tu nữ và chư thiện nam tín nữ trong lớp học. Sáng hôm nay Đệ Đức Pháp Tính có báo sư là ngày Đức bận công việc gì đó sư cũng không biết. Cho nên muốn đổi cái giờ ngày hôm nay sư giảng, ngày mai Đức Pháp Tính sẽ giảng, cho nên nó cũng hơi gấp gáp. Sư chưa có chuẩn bị cái bài trước, tưởng ngày mai, nhưng mà sư cũng đã làm xong những cái phần cần thiết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở bên kỳ vừa rồi á. Chúng ta đã học hết cái đoạn kinh số 3. Khi mà Đức Vua Ngài hỏi đến vấn đề là trí sanh lên cho người nào thì tuệ sanh lên cho người ấy phải không? Thì ở trong phần đó thì chúng ta cũng đã học xong rồi. Bây giờ mình sẽ học tiếp bài học hôm nay. Hôm nay mình học đoạn số 4 và số 5 thôi. Vấn đề nó hôm nay đề cập đến vấn đề cảm thọ thưa quý vị. Về thế này, bài học hôm nay nó cũng hơi khó hiểu một chút đó. Nếu mà nói theo chi pháp một cách đầy đủ ở trong phần Vedana thì thật sự ra rất là phức tạp. Nó không phải đơn giản như mình hiểu đâu. Là chỉ có là những cái cảm giác bình thường không thôi đâu. Nó phân ra rất nhiều khía cạnh. Và một khi mà mình hiểu được cái lãnh vực nào nó thuộc về lãnh vực coi như là hình thành nên cái những cái cảm thọ từ nơi thân một cách đơn thuần do nhân duyên. Nó chưa có tạo nên những cái yếu tố về mặt đạo đức. Và những cái lĩnh vực nào, những cảm thọ nó khởi sanh lên, nó hình thành từ nơi nơi tâm.
Từ đó nó là cơ sở để mà xác định được cái tính chất đạo đức của thọ đó, được gọi là thiện hay là bất thiện. Có những trường hợp thọ cũng được nằm trong cái trường hợp là vô vô ký nữa, thưa quý vị. Vô ký có nghĩa là nó không mang tính chất thiện mà không mang tính chất bất thiện. Cho nên trong phần bài học hôm nay chúng ta sẽ được học về điều đó, và ngài Nagasena ngài ngài y cứ vào cái câu hỏi của Đức Vua. Ở trong phần này á, thưa quý vị, Đức Vua ngài sẽ hỏi về hai câu, nó cũng là cái câu hỏi rất là có nhiều cái lợi ích cho cái việc tu tập. Và bây giờ thì không biết quý vị ở bên đó có chuẩn bị tài liệu trước mặt hay chưa. Hôm nay không có cô như cái cô mà hay post bài Như Quỳnh, đúng rồi, Như Quỳnh. Thì không biết cô Nguyên Trang có bài bên đó hay không. Nếu như có thì đọc dùm sư cái phần chánh văn. Nếu mà không có ai post thì thôi, chúng ta chỉ đọc phần chánh văn thôi. Cứ đọc từ từ nha. Bởi vì cái bài hôm nay cũng cũng khó nhai đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Rồi, số 4 và số 5. Rồi bây giờ sư mời cô Nguyên Trang. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Hy Niệm, kính đảnh lễ sư Tuệ Nhẫn, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào đạo tràng. Dạ con kính lễ cô tu nữ Khema. À, cho Nguyễn em post bài được không? Dạ cho Nguyễn, nếu mà em post bài được, post dùm cho đạo tràng ha, sa thú cho Nguyễn. Dạ sau đây con xin đọc phần, em không có bài ở đây. Ok. Dạ sau đây con xin đọc phần chánh kinh ạ, câu số 4. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, người nào không tái sanh, người ấy còn nhận biết thọ khổ nào đó phải không? Vị trưởng lão đã nói rằng: Còn nhận biết thọ nào đó? Không nhận biết thọ nào đó. Nhận biết thọ gì? Không nhận biết thọ gì. Tâu đại vương, nhận biết thọ thuộc về thân, không nhận biết thọ thuộc về tâm. Thưa ngài, nhận biết thọ thuộc về thân là thế nào? Nhận biết thọ thuộc về tâm là thế nào? Nhân là nhân duyên nào đưa đến việc sanh lên thọ khổ thuộc về thân? Do sự chưa chấm dứt của nhân ấy, duyên ấy nên người ấy nhận biết thọ khổ thuộc về thân. Nhân nào, duyên nào đưa đến việc sanh lên thọ khổ thuộc về tâm? Do sự chấm dứt của nhân ấy, duyên ấy nên người ấy không nhận biết thọ khổ thuộc về tâm. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Người ấy nhận biết một thọ thuộc về thân, không thuộc về tâm. Thưa ngài Nagasena, người ấy nhận biết thọ khổ thuộc về thân, tại sao người ấy không viên tịch Niết Bàn? Tâu đại vương, đối với A-la-hán, không có sự bám níu hay sự ghét bỏ, và các vị A-la-hán không hủy diệt điều chưa chín tới. Các bậc trí chờ đợi sự chín mùi. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp nói đến. Tôi không vui thích sự chết. Tôi không vui thích sự sống. Tôi không trông chờ thời điểm, giống như người làm công trông chờ tiền lương. Tôi không vui thích sự chết. Tôi không vui thích sự sống. Và tôi trông chờ thời điểm tỉnh giác, có niệm. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Câu số 5. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, các thọ lạc là thiện
hay bất thiện hay là không xác định. Tâu đại vương, có thể là thiện, có thể là bất thiện, có thể là không xác định. Thưa ngài, nếu là thiện không khổ, nếu là khổ thì không phải là thiện, vừa là thiện vừa là khổ không xảy ra. Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Trường hợp đặt xuống khối sắt được nung đỏ ở bàn tay người đàn ông, ở bàn tay thứ nhì đặt xuống cục tuyết lạnh. Tâu đại vương, phải chăng cả hai vật ấy đều có thể gây bỏng? Thưa ngài, đúng vậy, cả hai vật ấy đều có thể gây bỏng. Tâu đại vương, có phải cả hai vật ấy đều nóng? Thưa ngài, không phải. Tâu đại vương, có phải cả hai vật ấy đều lạnh? Thưa ngài, không phải. Ngài hãy nhận biết lời phản bác. Nếu vật được nung đỏ, gây bỏng, tuy nhiên không phải cả hai vật ấy đều là nóng, vì thế không xảy ra. Nếu vật lạnh gây bỏng, không phải cả hai vật ấy đều là lạnh, vì thế không thể xảy ra. Tâu đại vương, vậy thì tại sao cả hai vật ấy đều gây bỏng? Không phải cả hai vật ấy đều là nóng, không phải cả hai vật ấy đều là lạnh, mà là một nóng, một lạnh, vậy cả hai vật ấy đều gây bỏng, vì thế không xảy ra. Thưa ngài, trẫm không có khả năng để trò chuyện với nhà diễn thuyết như ngài. Thưa ngài, lành thay, xin ngài nói về ý nghĩa. Do đó, vị trưởng lão đã giúp cho đức vua Melinda hiểu được bằng sự thuyết giảng liên quan đến vi diệu pháp. Tâu đại vương, đây là sáu hỷ tâm liên quan đến tục, sáu hỷ tâm liên quan xuất ly, sáu sân tâm liên quan thế tục, sáu sân tâm liên quan xuất ly, sáu xả liên quan thế tục, sáu xả liên quan xuất ly. Đây là sáu nhóm sáu. Hơn nữa, 36 thọ thuộc quá khứ, 36 thọ vị lai, 36 thọ thuộc hiện tại. Sau khi gom lại, đặt chung lại với nhau, thì có 108 thọ. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Dạ con kính thưa sư Huy Niệm, dạ con đã đọc xong phần chánh kinh ạ. Cảm ơn Sích Thi An Lạc Apostle bài. Dạ sau đây con kính nhân mít lại cho sư, dạ sa thú. Con đã thấy bàn tay của sư, con kính gửi mít đạt. Con xin xuống mít. Rồi, bây giờ chúng ta làm lễ tam bảo. Xong rồi sư sẽ trình bày cho quý vị bài học ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn và cưỡng cúng Ấn Chánh Đẳng Giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn dạng có công năng ứng thưởng, đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phạm là mô phạm của chúng sanh, phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cầu quý đó. Thưa quý vị, đầu tiên ở trong bài học này chúng ta có cái từ là Vedana hay còn gọi là thọ. Cái từ Vedana này thưa quý vị, nó có xuất phát cái nguồn gốc từ cái ngữ căn là vít. Cái căn này có ý nghĩa là nhận lãnh.
Trong cái phần giải thích về Vedana này á, thì có một cái câu chiết tự để mà giải như sau, rất là ngắn gọn thôi. Vedaya ti tí Vedana, hưởng cảnh chính là thọ, hưởng cảnh chính là thọ. Đối với lĩnh vực thể xác đó, thưa quý vị, thì thọ nó có hai thái, đó là lạc và khổ. Và đối với lĩnh vực tinh thần thì thọ nó có ba trạng thái, đó là vui, hay mình còn gọi là hỷ, buồn là ưu, và thứ ba là xả, hay là gọi là thản nhiên. Cảm thọ về mặt thể xác thì nó không có tầm quan trọng về phương diện đạo đức, nhưng mà mình cũng không thể xem nhẹ nó được, bởi vì nó có thể tạo điều kiện cho những hành động thiện ác ngay sau đó, thưa quý vị. Ví dụ như một người mà khi thân người ta bị bệnh hoạn, hoặc là bị hành hạ, bị đánh đập, đau nhức quá, thì có thể trở nên rất là hung dữ. Và tương tự như vậy, khi mà thân của mình được thoải mái nhẹ nhàng, nó cũng dễ dàng cho mình coi như là hưởng dục lạc, đam mê khoái lạc, rơi vào trong cái tình trạng là đam mê khoái lạc. Cho nên về cảm thọ thuộc về thân, đôi khi nó vẫn có cái khả năng tạo cái điện cho nội tâm của mình ngay sau đó, nó có thể là thiện hay là bất thiện được, chứ không phải là không. Tuy nhiên, chính bản thân nó, thưa quý vị, thì nó vẫn chưa có được xác định là thuộc về lĩnh vực thiện ác. Như vậy thì ở trong trường hợp đầu tiên, trong câu hỏi đầu tiên, bây giờ quay trở lại câu hỏi đầu tiên, khi mà Đức Vua ngài hỏi về cảm thọ đối với một vị đã giải thoát, thì ý ở đây Đức Vua thắc mắc rằng là những cái cảm thọ khổ mà các vị vô lậu, các vị đã giải thoát đó, đã phải nhận biết, thì gồm có những cái loại cảm thọ nào. Thì lúc bấy giờ ngài Nagasena ngài đã phân tích ra hai lĩnh vực. Thứ nhất là lĩnh vực thuộc về thân thọ thì các vị vô lậu vẫn còn nhận biết, và đồng thời hiểu luôn được cái nguyên nhân, cái nhân duyên tại sao nó khởi lên cái cảm thọ đó. Nhưng có cái trường hợp thứ hai á, thì đối với một vị vô lậu á, thưa quý vị, các ngài không có bị rơi vào, đó chính là tâm thọ. Tâm thọ, một khi mà những cái nhân duyên nào mà nó khởi lên những cái khổ thọ thuộc về nơi tâm á, thì lúc bây giờ đối với trường hợp của một vị vô lậu á, nó không có bị, nó không có bị. Ở trong phần này á, thưa quý vị, nếu mà xét ra Đức Vua ngài hỏi có một chuyện thôi, nhưng mà cái câu trả lời này nó bao hàm cả hai cái ý nghĩa, là bởi vì ở đây Vua đa ngài chưa có hiểu được rõ ràng về cái tính chất của cảm thọ, có thể phân theo theo nhiều cái phương diện khác nhau, cho nên ngài chỉ có hiểu một cách đơn thuần là khổ thọ theo cái ý nghĩa của thân, của thân thọ mà thôi.
Nhưng mà ngài Nagasena, ngài thân thọ và tâm thọ mà thôi, có nghĩa là khổ thân và khổ tâm thôi. Nhưng trong cái câu trả lời đối với cái khổ thọ thuộc về nơi tâm á, thưa quý vị, khổ thọ thuộc về nơi tâm á, ở đây mình nên ghi nhận rằng nó bao hàm luôn cả cái ý nghĩa, những cái cảm thọ hỷ lạc, ở trong tâm bất thiện, tâm tham luôn, nó cũng là khổ thọ luôn. Nó cũng là, quay trở lại chúng ta cũng từng đã nghe cái bài kinh mà nói đến cái sự nguy hại của dục rồi. Cái người mà thỏa thích ở trong năm dục với, thưa quý vị, nó cũng giống như là cái người đang cầm bó ruốc mà đi 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 ngược đường. Tuy đối với những cái cảm giác của phàm phu của chúng ta, những người chưa có được giải thoát cái hoàn toàn á, thì mình vẫn còn có cái sự hiểu sai về cái nhìn đối với cái cảm thọ lạc hoặc là cảm thọ hỷ, cho nên mình vẫn có cái sự thỏa thích, mình cho đó là đáng vừa lòng. Nhưng mà ngược lại, thưa quý vị, đối với một vị vô lậu, dù cho những cái cảm thọ nào đi nữa thuộc về hỷ lạc của tâm, nhưng mà lúc mà nó sanh khởi chung với tâm tham đó, thưa quý vị, tâm bất thiện đó, thì cái đó nó cũng là khổ, nó cũng là khổ chứ không có, nó không có phải là lạc đâu. Cho nên ở đây cái câu trả lời thứ nhất đó, thì ngài Nagasena, ngài đã cho Đức Vua hiểu được rằng đối với trường hợp của một vị vô lậu chỉ còn có thân thọ thôi, và cái này là cái điều phải gánh chịu một cách đương nhiên rồi, bởi vì còn hữu dư niết bàn á, mình vẫn còn phải sinh hoạt, các ngài vẫn còn phải sinh hoạt, cho nên những cái cảm thọ sanh lên từ nơi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm, nhất là thân thì bắt buộc có, cũng hay có. Tuy nhiên vì những cái đó mà làm cho cái chiều tâm của những vị ấy rơi vào sân tâm hay là tham tâm, thỏa thích, thì chuyện đó nó không có, chuyện đó nó không có đối với các ngài, không bị chi phối, không bị chi phối bởi bởi những điều đó. Chính vì thế mà khi mà đã được đáp như vậy á, thì từ đây Đức Vua Nagasena ngày lại Đức Vua Milinda ngày 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 lại nói thêm là nếu trường hợp như những cái cảm thọ khổ thuộc về thân như vậy á, tại sao các ngài không có viên tịch niết bàn đi, các ngài không viên tịch niết bàn đi mà còn phải vẫn sống để mà chịu những cái cảm thọ đó như vậy? Thì ở đây ngài Nagasena ngài đã trả lời rằng đối với một vị A-la-hán thì không có sự bám níu, không có sự bám níu hay sự ghét bỏ, và các vị ấy không có tự ý mà đi hủy diệt những điều mà chưa có chín mùi. Các ngài đợi sự chín mùi, và điều đó cũng đã được ngài Sariputta ngài thuyết: tôi không có vui thích sự chết, tôi cũng không có vui thích sự sống, và tôi trông chờ thời điểm giống người như người làm công trông chờ tiền lương. Tôi không có vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sống, thời điểm tỉnh giác có niệm. Quả thực mà nói đây là một cái trạng thái chúng ta rất là khó hiểu, chúng ta rất là khó hiểu ở cái cương vị của phàm phu, thưa quý vị, thật sự là như vậy.
Đó là một cái trải nghiệm của một vị tâm đã thoát khỏi các lậu hoặc. Còn mình á, thông thường mình làm phàm phu á, thì mình ưa có một cái sự can thiệp, can thiệp vào cái sự vận hành của nhân duyên. Vì sao vậy? Vì sao mình lại có hay bị cái thói đó? Mình hay bị cái thói đó. Cái nào mà phù hợp với những cái cảm giác của mình thỏa thích, thì lúc bây giờ mình hay có cái xu hướng là mình níu kéo, mình muốn tìm nó nhiều hơn, mình muốn tìm những cái cảm giác đó nhiều hơn. Chẳng hạn như mình ăn cái món gì đó mà mình thích đó, thưa quý vị, mình muốn ăn thêm thêm nữa. Và thậm chí mình còn nghĩ đến việc là ngày mai là sẽ tiếp tục ăn món đó. Và cứ như vậy. Ngược lại, đối với những gì mà mình không có thích á, thì mình ưa có một cái thái độ là mình đẩy nó đi, không cho nó xảy ra. Xảy ra. Tại sao? Tại sao lại như vậy, thưa quý vị? Bởi vì nó có một cái nguyên nhân duy nhất mà thôi. Đó là do mình còn có sự bám níu, sự ưa thích đối với cái gì đó. Một khi mà chúng ta vẫn còn có cái sự ưa thích bám níu đối với bất cứ một thứ gì đó, thì chúng ta sẽ có cái khuynh hướng là muốn lôi kéo cái điều đó về với mình và ở lại tồn tại với mình nhiều hơn. Và ngược lại, cái sự mà chúng ta chối bỏ mọi thứ, muốn tiêu hủy, không muốn cho nó xảy ra, bởi vì nó không có vừa lòng thích ý đối với mình, nó khổ thân quá và tâm tư mình không có muốn chuyện đó, thì chúng ta lại ưa có một cái thói quen đó là chúng ta đẩy nó ra, một cái nắm vô, một cái đẩy ra. Cái đẩy ra, thưa quý vị, chẳng qua nó xuất khởi từ cái nguồn gốc là bởi vì mình còn muốn đi kiếm cái vừa lòng của mình để mà mình níu vô. Một khi mà nó đã có cái sự nhẹ như vậy thì nó mới có xảy ra cái trạng thái tiêu cực đó. Đây là cái pháp của tham và sân. Cho nên theo một cái phương diện nào đó, đối với một vài những cái trường hợp ở trong những bài pháp sư có nghe, Đại Đức Giác Nguyên cũng đã từng có giảng, đối với cảnh dục giới, thưa quý vị, đối với cả cõi cõi dục giới, chúng sanh cõi dục đó, bao giờ tham sân nó cũng đi chung với nhau một cặp, tham sân nó đi chung với nhau một cặp. Nhưng mà khi lên cái mức trình độ tâm linh cao rồi đó, chẳng hạn như những người mà đã chứng đắc được các tầng thiền định sắc giới hoặc là vô sắc giới, lúc bấy giờ do bởi pháp đó là pháp vi tế, cho nên nó chỉ có sự hiện hữu, nó chỉ sự có sự hiện hữu của sự bám líu mà thôi, bởi vì nó không có những cái nhân duyên của việc bất toại nguyện xảy ra, cho nên chính vì vậy nó không có điều kiện khởi lên khổ hay là u, nhưng nó vẫn có cái sự bám níu. Chính vì vậy mà cái nguồn gốc mà nguyên nhân lý do tại sao mà chúng ta ưa có những cái tâm tư, phàm phu mình hay có những cái tâm tư là phải làm cái gì đó, phải làm một cái gì đó đối với những điều mình phải chịu, mình đang phải phải nhận lãnh, là khổ buồn vui ở trong đời này là như thế đó, là như thế đó, là do bởi mình còn bám níu, mình còn dục ái, mình còn dục ái, hữu ái, và phi hữu ái. Rồi, đối với một vị A-la-hán thì không, thưa quý vị, thì không. Các ngài chỉ sống theo thuận theo cái nhân duyên của các pháp thôi. Các ngài không có cố tình can thiệp vào bất cứ chuyện gì, bởi vì tại sao? Bởi vì dưới cái nhìn với dưới cái nhìn và dưới cái sự cảm nhận nội tâm của các ngài á, thì cái nào nó cũng mang ba cái tướng trạng hết, cái nào nó cũng có một cái hình ảnh chung hết,
đó là vô thường, khổ, vô ngã, vô ngã. Hả? Nó quy về cái kết quả đó hết. Còn mình á, còn mình thì khác. Mình thì hay bị coi như là cái nào mà thích thì mình muốn níu kéo cho nó thường còn. Cái nào á mà mình vừa lòng thì mình muốn giữ nó lại và đồng thời đẩy nó ra những cái bất toại nguyện. Bởi vì mình mong mỏi, mình nghĩ rằng những cái cảm giác vừa lòng thích ý đó, đó chính là lạc. Mình không có thấy được khổ, mình không có thấy được khổ, khổ tướng, khổ tướng. Khổ tướng ở đây bao hàm tất cả, cả ba trạng thái luôn, chúng ta nên nhớ nha. Khổ khổ, đó là cái khổ của cảm thọ, hay còn gọi là thọ khổ. Cái trường hợp thứ hai á, được gọi là hoại khổ, hoại khổ. Hoại khổ đó là những cái cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, thích thú của thân, an lạc của thân và kể cả sự hoan hỷ của tâm. Nó cũng là khổ luôn, nó cũng được xếp nằm ở trong khổ tướng luôn. Nó cũng nằm ở trong đó luôn. Và cái trường hợp thứ ba, trường hợp thứ ba là xả thọ, kể cả xả thọ trong lúc mà thân bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết, hoặc là tâm nó có không có những cái thọ lãnh khổ lạc, mà nó ở cái mức thản nhiên, thì trong trường hợp đó, trong trường hợp đó, dưới cái nhìn của các pháp của một vị vô lậu, ba cái thọ đó đều là khổ, đều là khổ hết. Nó không có cái gì mà khác biệt hết. Mình thì có sự phân biệt ở trong đó. Mà lý do tại sao mình có sự phân biệt thì hồi nãy sư đã nói rồi, bởi vì mình vẫn còn muốn kiếm cái mà mình vừa lòng thích ý, từ nguyên nhân đó thôi, từ nguyên nhân đó thôi. Cho nên nguyên nhân mà tại sao mà sanh ra khổ đế đó là do tham ái, do tham ái nó nằm chỗ đó. Rồi như vậy quý vị hiểu được cái câu trả lời thứ nhất rồi phải không? Đối với trường hợp của một vị vô lậu thì các ngài không có đi tìm kiếm một cái phương pháp nào đó để loại bỏ bất cứ cái điều gì một cách cố ý theo như cái hình thức phải can thiệp vào cái nhân duyên của sanh lên của những cảm thọ nơi thân, nơi tâm mà để chấm dứt cái mạng căn của mình và mong muốn được sống hơn nữa để mà thọ hưởng để mà thọ hưởng trải nghiệm những cái cảm giác của năm dục hay là của các pháp thiền, hiệp thế, sắc giới hay là vô sắc giới, thì các vị ấy cũng không có tâm tư đó, không có tâm tư đó, chỉ chờ đợi cái thời cơ chín mùi của các pháp, chín mùi của các pháp. Rồi như vậy mình đã giải quyết được cái câu thứ nhất rồi phải không? Cho nên Đức Vua ngài 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 phát biểu á, ngài phát biểu qua cái câu hỏi của ngài á, cho thấy rằng ngài phát biểu, ngài đại diện cho phàm phu, ngài hỏi thường cái tâm lý của phàm phu của mình đó quý vị. Bây giờ khổ quá rồi, bây giờ mình sống thêm làm cái gì nữa, đúng không? Rồi mình phải tự tử đi để cho nó chấm dứt cái khổ đi. Nhưng mà cái đó chỉ là cái suy nghĩ của phàm phu thôi, của phàm phu thôi. Câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ hai nó hơi rối não một chút. sư nói thật nha, ở cái câu thứ hai này cách đây những năm về trước, cái sư đọc sư cũng chả hiểu. sư không hiểu thưa quý vị. Bởi vì nếu mà mình không có, mình chưa có học vào trong bản nêu chi pháp, đồng thời cái diễn hoạt của lộ trình tâm cộng thêm những cái như là 12 nhân duyên đó, thì đọc câu thứ hai này mình cũng không hiểu đâu. Và bằng chứng ở đây á, khi mà cái cách hiểu của Đức Vua nó chỉ là phiến diện thôi, nó chỉ là phiến diện thôi, nhưng mà trong cái nhìn phiến diện đó mà ngài đưa ra một cái quyết định,
Ngài đưa ra một cái đáp án, đó chính là tất cả những cái thọ lạc, tất cả những cái thọ lạc thì nó đều là thiện hết. Nhưng mà ở đây ngài Nagasena ngài không có đồng ý, không đồng ý, bởi vì nó tùy theo trường hợp. Chính vì thế mà ngài đã đưa ra một cái hình ảnh ví dụ. Cái hình ảnh ví dụ này á, thưa quý vị, nó cũng, nếu như mà mình không hiểu cái ý nghĩa, mình cũng cũng rối não nữa. Đức vua ngài ngài nghĩ rằng một cách một chiều, nhưng mà qua cái ví dụ ở đây á, chúng ta có thể thấy được rằng cả hai trường hợp nó đều đưa đến một cái kết cục. Thông thường á thì mình nghĩ rằng chỉ có nóng thì mới làm phỏng được thôi, nhưng mà không, thưa quý vị, lạnh quá đó nó cũng là một cái loại phỏng, nó cũng có thể gây thương tích. Mà theo như sư biết đó, cái phỏng nóng quá nha, cái phỏng nóng đôi khi đó, nó không có nguy hiểm bằng cái phỏng lạnh đó. Cái phỏng lạnh trong cái ví dụ này, tại sao ngài Nagasena ngài lại đưa ra để làm gì? Đưa ra để cho thấy được rằng cái hiểu của đức vua khi xác định thế là thọ lạc là thiện, thế là thọ lạc là thiện, thì cái này cũng chưa chắc. Cái này cũng chưa chắc, bởi vì tại sao? Lạc thọ, thưa quý vị, lạc thọ hay hỷ thọ, trong trường hợp mà nó đi chung với tâm tham, nhất là thọ hỷ mà nó đi chung với tâm tham, nó cũng vẫn làm bỏng luôn, nó cũng vẫn làm bỏng luôn. Cho nên trong trường hợp đó, trong trường hợp đó nó là bất thiện, nó không phải là thiện. Nhưng mà Đức Vua thì ngài chỉ có nghĩ một chiều thôi, cứ cái gì mà có đem đến cái sự an vui thì cái đó phải là thiện chứ. Chưa chắc, bởi vì ở đây vị vua chưa có hiểu được những cái khía cạnh rất là đa dạng của cảm thọ. Bây giờ sư nói một chút cái nhiều khía cạnh của cảm thọ một chút, rồi mình sẽ hiểu được lý do tại sao mà ở trong cái phần cuối này ngài Nagasena ngài trả lời nó lên đến tới, có tổng cộng theo cái thực tánh pháp á, nó có lên đến tới 108 thọ lận, 108 thọ lận. Ở trong kinh điển á, thưa quý vị, nhất là trong bài kinh Đa Thọ, tùy theo những trường hợp mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng thọ được đề cập đến những khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, khi nói đến phương diện thân, tâm thì có hai. Đó là thân thọ và tâm thọ. Nói về phương diện thân tâm thì có hai. Đó là thân thọ và tâm thọ. Trường hợp thứ hai là khi nói về phương diện hưởng cảnh của thân tâm. Nãy nói về thân tâm, còn giờ mình nói về hưởng cảnh của thân tâm.
thì chúng ta có ba thọ, đó là lạc, khổ và xả. Khi nói về cái cảnh hưởng cảnh của thân tâm thì chúng ta có ba thọ: lạc, khổ, xả. Rồi cái thứ ba, khi nói về phương diện Indriya, tức là trong lĩnh vực của 22 quyền đó, quyền ấy là Indriya. Thì chúng ta có năm thọ, đó là lạc, khổ, hỷ, u và xả. Cái cuối cùng, khi nói đến sáu cảnh thì chúng ta có sáu thọ, đó là nhãn thọ, nhĩ, nhãn nhĩ tỷ, thiệt, thân. Và ý thọ. Rồi, nó có bốn phương diện như vậy, có bốn trường hợp như vậy. Ở trong phần chánh văn chúng ta thấy ngài Nagasena, ngài trả lời theo cái phương diện thứ tư. À, thứ tư có nghĩa là ngài nói đến thọ liên quan đến sáu sáu cảnh, sáu cảnh. Đây, sư đọc lại nha. Tâu đại vương, đây là sáu hỷ tâm liên quan đến thế tục, sáu hỷ tâm liên quan đến xuất ly, sáu sân tâm liên quan đến thế tục, sáu sân tâm liên quan đến xuất ly. À, xuất ly. Sáu xả liên quan đến thế tục, sáu xả liên quan đến xuất ly. Đây là nhóm sáu. Thì tại sao nó có cái trường hợp như thế này quý vị? Tức là khi bây giờ nói theo cái bản nêu chi pháp đó, thì chúng ta chắc chúng ta rối não. Nhưng mà nói đơn giản như thế này đi cho mình dễ hiểu mà. Khi mình cảm thọ một cái gì từ nơi thân và nơi tâm á, cảm thọ một cái gì từ nơi thân và nơi tâm á, nó sẽ có hai cái con đường, nó sẽ có hai cái con đường. Thứ nhất đó là cái con đường của 12 pháp duyên sinh, bằng chứng là cái chi pháp thọ duyên cho ác. Nó có cái con đường đó, nó có cái con đường diễn hoạt theo cái cách của vòng luân hồi đó, của vòng luân hồi, mình hay gọi là vòng luân hồi đó, hay nói theo đời thường đó, có nghĩa là những cái cảm giác nào mà từ nơi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, à, nếm, đụng và ý mình suy nghĩ, những thọ nào mà nó liên hệ đến ác, à, nó liên hệ đến ác, thì cái những cảm thọ đó được gọi là thọ liên hệ
trần tục, họ liên hệ trần tục, kể cả việc tu tập thiền định đúng nha thưa quý vị, à kể cả những việc chứng đắc thiền định luôn, cảm thọ an lạc nhẹ nhàng của việc an trú, nhưng mà nó liên quan đến hữu ái, nó liên quan đến hữu ái, tức là các vị ấy vẫn mong muốn có những cái trạng thái này, nó rất nhẹ nhàng an lạc, thậm à muốn được sanh về cái cảnh giới đó, thì những cái cảm thọ, những cảm thọ đó nó vẫn nằm ở trong được gọi là liên hệ trần tục, liên hệ trần tục. Có một cái con đường khác, có một cái con đường khác để mà đi ra, à, để mà đi ra, đó chính là khi mà những gì mà mình đón nhận hưởng cảnh từ nơi mắt thấy, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, ý suy nghĩ, nhưng mà nó không liên hệ đến, nó không liên hệ đến ác, nó không liên hệ đến ác, thì cái những cái thọ đó, những cái thọ đó được gọi là thọ xuất ly, được gọi là thọ xuất ly, thọ không có liên hệ trần tục. Cho nên từ đó chúng ta tính là tại sao lên tới 108. Thọ từ nơi xấu cảnh, thọ từ nơi xấu cảnh, nhân cho ba, nhân cho ba, à, nhân cho ba, đó là hỷ, lạc và xả, đó là 18. Rồi 18 thọ đó, 18 thọ đó, nó có hai cái chiều hướng, à, nó có hai chiều hướng. Thứ nhất là chiều hướng của liên hệ trần tục, tức là đi vào cái vòng xoay của 12 pháp nhân duyên. Và có một cái chiều hướng nó không có đi vào cái vòng xoay của 12 pháp nhân duyên. Thì 18 với 2 nhân 2 cái hướng đó là tổng cộng là 36. Rồi 36 này á, 36 mình nhân ra làm 3 thời, nhân ra làm 3 thời là ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Hiện tại vị lai. Như vậy chúng ta hiểu được tại sao là có tổng cộng 36, 108 rồi, đúng không? 108 rồi. Như thế, à, nói theo một cái cách khác, à, ở đây ngài Nagasena, ngài trả lời một cách tổng quát để cho Đức Vua hiểu được tất cả những khía cạnh của cảm thọ. Có những cảm thọ, à, có những cảm thọ khổ, lạc và xả, nó thuộc về cái lãnh vực của bất thiện, nó thuộc về lãnh vực của bất thiện, bởi vì nó liên hệ trần tục, nó liên kết với ác. Và thứ hai là có trường hợp, à, có trường hợp thọ nó thuộc về thiện, à, nó thuộc về thiện, tức là nó không có liên hệ đến ác. Vậy thì à, trong trường hợp chúng ta tu tập đó thưa quý vị, chúng ta tu tập đó, chẳng hạn như mình thấy nghe ngửi nếm đụng, à, nhưng mà mình à, không có bị rơi vào trạng thái ưa và ghét chẳng hạn, hoặc là một người làm thiện, người làm thiện bố thí cúng dường giữ giới vân vân, à, giúp đỡ người khác, nhưng mà họ lại không có bị rơi vào trạng thái đắm nhiễm thỏa thích hay là tự mãn. Cho nên à, đó là cái trường hợp thứ hai, đó là trường hợp thứ hai, thọ nó thuộc về là lãnh vực của thiện pháp, của thiện. Còn cái trường hợp thứ ba nữa, mà ở trong cái phần đầu á, ngài Nagasena ngài trả lời là chúng ta để ý là tu lại có thể là thiện, có thể là bất thiện, có thể là không xác định, có thể là không xác định. Về cái trường hợp không xác định là như thế nào? Cái trường hợp không xác định đó là thọ trong lĩnh vực vô ký, thọ trong lĩnh vực vô ký.
Trong trường hợp những cái cảm thọ nó không có mang cái tính chất của tâm thiện, nó không có sanh ở trong tâm thiện và tâm bất thiện, nó chỉ là những cái tâm quả đơn thuần mà thôi. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai á, trường hợp thứ hai thọ cũng thuộc về vô ký, đó là trường hợp cái cảm thọ ở trong đời sống nội tâm của một vị vô lậu, trong đời sống nội tâm của một vị vô lậu, thì trường hợp đó được gọi là thọ vô ký. Cho nên chính vì thế mà Đức Vua ngài 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 hiểu có một chiều à, ngài hiểu có một chiều à, hay ngài hiểu khổ theo chiều chết cứng của khổ, có nghĩa là ngài nghĩ rằng khổ thân khổ tâm thì mới là khổ. Nhưng mà trong cái câu trả lời của ngài Nagasena, thưa quý vị, nó bao hàm luôn cả những cái cảm thọ á, nơi tâm á, mà vừa lòng thích ý, thỏa thích đắm nhiễm, cái đó nó cũng là khổ, cái đó nó cũng là khổ luôn. Đó. Rồi cái trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai là Đức Vua ngài hiểu theo cái cách là cũng một chiều, mới có một có khía cạnh thôi. Ngài cho rằng thọ lạc những cái sự thoải mái của thân, rồi những cái cảm giác hoan hỷ, vui thích, hân hoan của tâm vân vân, thì đó là thiện. Thì ở đây ngài Nagasena ngài đã cho Đức Vua hiểu thêm được rằng chưa hẳn là như vậy. Bởi vì trong trường hợp những cái thọ hỷ á, những cái thọ hỷ á, nó liên hệ trần tục, thì lúc bây giờ nó cũng không phải là thiện. Ở đây chúng ta hiểu được cái câu trả lời thứ hai chưa? Cho nên Đức Vua ngài không biết, ngài mới đưa ra hình ảnh ví dụ. Từ đây quý vị hiểu được cái hình ảnh ví dụ rồi, đúng không? Ý ngài Nagasena ngài nói rằng là chưa hẳn nóng mới làm phỏng được, chưa hẳn là như vậy, mà lạnh cũng vẫn có thể làm bỏng được. Đó, cái vấn đề nằm ở chỗ đó đó, thưa quý vị, vấn đề nằm chỗ đó. Nhưng mà mình thì mình lại khác nha. Nóng thì mình cho là bỏng, nhưng mà lạnh thì mình khoái. Lạnh thì mình khoái. Nó cũng giống như là khổ thân thì mình không thích, lạc thân thì mình khoái. Hoặc là những cái gì mà làm cho buồn, u buồn thì mình không có vừa lòng, mình không có thích. Cái gì mà làm cho tâm mình sung, hoan hỷ, cười toe toét suốt ngày chẳng hạn, thì cái đó thì mình khóa. Nhưng trong cái nhìn của một vị giải thoát thì không như vậy. Tất cả những cảm thọ nào nó cũng đưa chung một mẻ hết. Đó là ba cái tướng trạng chung của pháp hữu vi. Thứ nhất là khổ mà cảm thọ khổ. Thứ hai cảm thọ hỷ cũng là khổ, bởi vì nó dẫn đến cái sự dính mắc, nó liên hệ đến sự dính mắc, gọi là hoại khổ. Làm sao cái những thứ mà mình vừa lòng thích ý, đúng quý vị, mình không bao giờ mà muốn cho nó bị hoại diệt hết, quý vị hiểu không? Chẳng hạn như bây giờ cái nhan sắc của mình, mình có muốn cho nó bị hoại diệt đâu. Mình lúc nào mình cũng muốn coi như là da dẻ của mình trắng trẻo, coi như là căn mình, rồi tóc thì đen nháy, mình đâu có muốn cái chuyện coi như là như da nhăn, nó không có còn mượt mà nữa, mình đâu có thích chuyện đó đâu. Nhưng mà đối với pháp hữu vi, những cái điều mà mình mong muốn, mình phải thích đó, trên thực tế nó vẫn trục độ, không ai có thể ngăn cản được chuyện đó. Cho nên đó được gọi là hoại khổ. Cái hỷ lạc đó nó cũng vẫn là hoại khổ, nó cũng vẫn là khổ.
Và trường hợp thứ ba là hành khổ. Hành khổ, hành khổ ở đây chi pháp của nó là tâm sở thọ, là thọ xả đó thưa quý vị, thọ xả đó. Khổ khổ là thọ khổ, họa khổ là thọ hỷ, thọ hỷ. Và thứ ba đó chính là hành khổ, hành khổ. Hành khổ, hành ở đây là sankhara, sankhara. Chi pháp của nó là xả thọ. Tại sao một cái cảm thọ, một cái trạng thái không vui, không buồn, nó vẫn được liệt vào, nó không có vấn đề gì xảy ra đối với thân và tâm mình hết, nhưng mà cũng vẫn được xếp vào trong đó luôn. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái tính chất của pháp hữu vi á, nó bao giờ nó cũng phải sanh lên được và tồn tại tùy theo nhiều nhân duyên khác nhau. Mà cái gì vốn nó đã bị lệ thuộc, bị dựa dẫm vào nhiều nhân duyên khác nhau á, thì cái đó nó không có vững chắc. Cái đó nó không có vững chắc, cái đó nó không có bền. Cho nên chính vì vậy cũng đưa vào chung một cái kết quả như nhau luôn. Xả thọ không bình hoạn, không có đau nhức gì hết, hoặc là tâm của mình nó bình thường, không dao động bởi thích thú hay là bất mãn, cũng cũng là khổ, cũng là khổ tướng luôn, cũng là khổ tướng luôn đó. Cho nên ở đây thưa quý vị, trong bài học này á, nói tóm lại có một điều chúng ta nên biết như thế này. Tất cả những gì mà mình đón nhận từ nơi thân và nơi tâm, sư có thể đúc vị, tất cả những gì mình có thể đón nhận từ nơi thân và nơi tâm trong cuộc sống, nó sẽ có hai con đường sau đó. Thứ nhất, thuận theo pháp đi vào trong luân hồi, đi vào trong luân hồi. Trường hợp này được gọi là thọ liên hệ với tại gia, thọ liên hệ với tại gia. Nó có một trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai là trường hợp mà đi ra. Tất cả những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đục, suy nghĩ, nhưng mà nó không có bị rơi vào trong cái trạng thái của vừa lòng thích ý, hay là bất mãn, hay là thờ ơ lãnh đạm, thờ ơ lãnh đạm phóng dật, thì trường hợp này được gọi là, trường hợp này được gọi là thọ không liên hệ, thọ xuất ly, thọ xuất ly. Vì thế mà cái đời tu của mình đấy thưa quý vị, thực ra muốn đạt, muốn đi ra khỏi vòng sanh tử luân hồi này á, nó rất là khó khăn, nó không có đơn giản chút nào đâu. Hôm bữa sư tính vẽ ra cho quý vị một cái biểu đồ để cho mình hiểu được cái cách thức mà mình phải đi như thế nào mới được gọi là đi ra, đi ra cái vòng thập nhị nhân duyên. Và những cái gì mình làm, và tại sao có những trường hợp mình làm tốt nhưng mà mình cũng vẫn phải bị cứ lẩn quẩn ở trong sanh tử luân hồi này, tại sao lại như vậy? Bởi vì như thế này thưa quý vị, nó chỉ có đúng một đường đi ra thôi, nó chỉ có đúng một đường đi ra thôi. Nếu như mà mình làm tốt á, mọi việc mình làm những điều bất thiện đó, làm một những điều bất thiện đó, thì chắc chắn một điều là nó từ cái nền tảng của bất thiện. Cho nên cái này là nó chỉ có cái đường đi vô chắc chắn rồi, đi thuận theo của pháp duyên sinh rồi, cái này chúng ta không có gì mà nghi ngờ nữa. Nhưng có trường hợp thứ hai mà người cư sĩ của chúng ta cũng phải nên để ý. Những pháp mình làm thưa quý vị, nếu như mà trường hợp như nó không có nhắm đến xuất ly, nó không nhắm đến xuất ly, nó không có nhắm đến buông bỏ, nó không có nhắm đến giải thoát, thì có thể những thiện pháp đó nó sẽ quay trở lại trạng thái của 12 bất thiện.
nó sẽ quay ngược trở lại trạng thái của 12 tâm bất thiện. Chẳng hạn như chúng ta làm tốt, chúng ta giới trong sạch thì chúng ta vẫn có thể khen mình, chê người và thậm chí bực bội khi nhìn thấy người khác người ta không có giữ giới, vân vân. Hoặc là mình tu thiền tốt hơn thì mình cho rằng mình ngon lành hơn người ta, rồi từ đó mình có sự kiêu ngạo, mình cho là cái trạng thái của mình nó là cao thượng hơn người khác, mình không coi người khác ra gì. Hoặc rồi từ đó mình cũng có thể bị sản sinh ra cái pháp khác từ cái việc mà mình tu tốt đó, như là nhìn thấy người ta tu không có tinh tấn, hay là người ta đôi khi nó có những cái trở ngại về ngoại cảnh tác động làm cho mình khó khăn hơn trong cái việc nhập thiền hoặc là tu tập chánh niệm tỉnh giác chẳng hạn, vân vân, thì lúc đó mình cũng vẫn có thể bực bội. Như vậy có thể nói rằng nó những thiện nghiệp mình làm nếu như mà nó không nhất hướng xuất ly, nó không nhắm đến cái mục tiêu của phạm hạnh đó, thì có phải là nó sẽ quay trở lại ngay cái điểm ban đầu hay không? Chúng ta thấy đúng không? Nó quay trở lại điểm ban đầu à? Có nghĩa là đi đâu vòng vòng một lát nữa mình quay, ủa sao kỳ vậy ta? Sao giờ tôi cũng ngồi ở đây ta? Sao mình nhớ là mình đã phát hiện ra cái chỗ này là cái chỗ mà mình phải cần phải bỏ đi à? Mình thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Mà những điều mà mình đang làm trong việc tu tập như bố thí chẳng hạn, giữ giới, cung kính, phục vụ, vân vân, bất cứ những cái thiện pháp nào, nhưng nó nhắm hướng, nhất hướng đến xuất ly, thì cứ theo cái nguyên tắc đó, nó mới không có bị nằm ở trong cái trường hợp của 12 pháp. 12 pháp duyên sinh mà thôi. Hay nói cách khác là mình không có quay trở lại á, không có quay trở lại trong trường hợp. Nhưng mà trên thực tế thưa quý vị, cái điều đó nó không đơn giản chút nào. Hơn nữa sư cũng sẽ trình bày cho quý vị về cái một chút để cho mình hiểu được tại sao nó có hai con đường đó. Mình tu tập á, cái mà mình tu hành thiền hay gì đó không cần biết, và những thiện pháp khác theo cái bản nêu chi pháp đó, đó là mình phải xuất phát từ tám tâm đại thiện dục giới, mình tu từ tám tâm đó, nhưng mà nếu như mà mình sử dụng tám tâm này nè mà mình làm thiện, mình tu tập, mình không có hướng đến cái việc để chấm dứt 12 cái tâm bất thiện. Hiểu rồi, có nghĩa là mình dùng tám tâm này, mình không có hướng đến việc là để sử dụng năng lực của tám tâm đại thiện này để chấm dứt 12 tâm bất thiện, thì lúc bây giờ những thiện pháp của mình có thể nó sẽ bị quay trở lại 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Cho nên cái quá trình mà của một người tu tập đó, giải thoát đó thưa quý vị, cái mục đích duy nhất của người ta đó là diệt phiền não. Ngoài mục đích đó ra không còn mục đích gì khác hết, không còn một cái mục đích gì khác hết, thì cái đó mới là con đường đi ra. Cho nên bát chi đạo nó có công năng mà dứt trừ phiền não làm như thế, dứt trừ phiền não làm như thế. Nếu như mà mình muốn đi ra thì cái việc tu của mình á, tốt nhất là mình chỉ nên nhắm đến cái việc dứt trừ cái sự dính mắc tham ái của bản thân mình thôi, chứ mình đừng có bận tâm đến người khác như thế này, người kia phải tốt, người này phải xấu, người này phải tu theo cái sự sắp đặt của tôi, sao sư không hành thiền, rồi sao sư không có làm theo khóa biểu vân vân. Cái mình nên hỏi là mình hãy nên tự cho bản thân mình vô thời khóa biểu đi, còn cái chuyện của người ta chuyện nào. Cho nên những cái thiện pháp nào mình làm mà không nhất hướng đến
để mà dứt trừ những cái bất thiện của bản thân mình, thì nó sẽ có nguy cơ quay trở lại 12 tâm bất thiện. Và điều này suy nghĩ rằng nó quá rõ ràng rồi thưa quý vị, nó đâu có cái gì đâu mà khó hiểu đâu, nó đâu có gì đâu khó hiểu. Cho nên đôi khi những vị thiền sư hay nhắc nhở những người hành giả là thôi mình lo tu cho mình đi, lo tu cho mình đi. Nhắm đến nhất hướng để mà diệt trừ phiền não. Dạ bây giờ quý vị đã nghe lại chưa? Hồi nãy sư nghe cái gì, cái beng, cái beng cái ở ở trên màn hình, thì sư thấy hình như nó rớt mạng rồi, cho nên sư mới out ra, sư vào lại. Cho nên đối với các vị thầy mà hướng dẫn tu tập á, người ta các ngài hay hay nhắc nhở là tự bản thân của mỗi tu hành mình nên nhắm vô cái nhất hướng của chính mình. Nhắm hướng của chính mình, bởi vì cái đó mới là mục tiêu. Còn nếu như mà mình nhắm đi ra bên ngoài á, thì cuối cùng mình sẽ cũng quay ngồi lại cái chỗ của 12 anh bất thiện, chắc chắn luôn, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy. Cho nên ở đây trong bài học này chúng ta đã hiểu như thế nào rồi. Đối với có hai trường hợp, có hai trường hợp. Thứ nhất là đối với một vị vô lậu, đối với một vị vô lậu, các ngài vẫn phải nhận biết những cái cảm thọ thuộc nơi thân. Đây là cái quả của nó rồi. Tuy nhiên những cái nhận cái những cái cảm giác thích ý vừa lòng hay như thế nào đó thuộc về về nơi tâm, dù đó là hỷ lạc hay xả, thì đối với các vị không có cái sự quan tâm, kể cả đối với thân của các ngài đang thọ khổ nhưng mà tâm vẫn bình thản. Quý vị biết trong trường trong trong kinh có những trường hợp những vị vô lậu đang thân đang rất thọ khổ nhưng mà giống như người không có bị gì hết á, khủng khiếp thiệt. Thông thường cái đời sống nội tâm của phàm phu á, chúng ta gắn liền với cái lạc thì mình khoái, khổ thì mình la làng, mình là vô hai cái anh đó rồi. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Một vị vô lậu thì các ngài cũng đón những cảm thọ nơi thân, nhưng mà đối với tâm của các ngài thì nó đã kiên định rồi, nó không bị chi phối. Rồi cái trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai đó chính là ngài Nagasena, ngài đã chỉ ra cho đức vua rằng không chỉ cái hỷ thọ, cái lạc thọ đó nó là thiện không thôi đâu, mà kể cả trong những hoạt động dù nó như thế nào đi nữa, nhưng mà lúc mà nó trong trạng thái của ái á, thì nó vẫn là bất thiện. Và ngài trình bày ra tổng quát và đặc trưng, đó là hai cái khía cạnh. Một khía cạnh thọ liên hệ đến tại gia, và khía cạnh thứ hai là thọ liên hệ đến xuất ly, thọ liên hệ đến xuất ly. Để cho mình nắm vào cái nguyên tắc này thì mình cũng hiểu được cái nguyên nhân tại sao mà chúng ta đi vô 12 duyên và đường nào có thể đi ra, đường nào có thể đi ra. Đó là cái ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Sư chấm dứt ở đây cũng vừa phải lẽ rồi. Cái phần còn lại thì quý vị còn cái vấn đề gì hay không thì quý vị có thể nêu lên. Rồi bây giờ sư gửi mic lại cho lớp học. Tức là ngày mai là sư pháp tính giảng, ngày mai sư không có giảng nha. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Vi Niệm, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Nhẫn, con xin kính đảnh lễ cô Tu Nữ Khe Ma, và con xin kính chào đạo tràng.
Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Quy Niệm về bài học của ngày hôm nay. Hồi nãy con có một câu hỏi bạch sư là khi sư giảng về cái khổ á, thì mình thấy là khổ, mà cái phần về hoại khổ đó bạch sư con thấy nó rất là khó hiểu. Nếu mà nói là đúng là hiểu á, thì hiểu theo cái về cái lý thuyết là những cái mà mình thích thì nó cũng là khổ, nhưng mà thật sự ra trong cái tâm mình nó không có dễ dàng hiểu được như vậy bạch sư. Chẳng hạn như mình đang ăn một cái món ngon đó thì mình thấy rất là hoan hỷ, mặc dù là mình học bài là hoại khổ rồi đó, nhưng mà mình ngồi khi mà mình ăn một cái tô phở ngon, mình ăn một cái tô bún ngon, mình xách được một cái đồ đẹp rồi ai cũng khen mình hết, thiệt sự trong cái tâm mình không có bao giờ nó nghĩ ra là hoại khổ hoặc cái đó là rất là khổ bạch sư. Thì làm sao mà dạy cho tụi con cái cách nào mà gọi là nôm na là cái cẩm nang để mà thấy nó liền bạch sư, chứ con thấy là nó sướng thiệt, đi vô nhà đang nóng mà vô nhà mát thì con không thể nào thấy nó khổ được bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Ở trong cái tam tướng á, ở trong cái tam tướng của pháp hữu vi á, thưa quý vị, xin nhắc lại, nó có ba tướng trạng, đó là tướng chung. Thứ nhất là vô thường, thứ hai là khổ và thứ ba là xả. Ở trong cái quý vị chờ xíu, sư sẽ nói mấy anh này ông anh nên làm xíu. Ở trong cái phần khổ khổ tướng đó, thưa quý vị, nó có ba phần lận à, nó có ba, cho nên mình hay nói là quán tâm vô thường, quán thọ thì khổ đó. À, đó 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 đó, nó nằm ở trong phần đó đó. Thứ nhất đó là khổ khổ đúc khá đúc khá, thì cái này muốn nói đến cái khổ khổ thân, khổ thân và khổ tâm. À, cái vấn đề này á, thưa quý vị, chúng ta dễ hiểu rồi. Cái đó nó khổ coi như là rất là cụ thể, rất là cụ thể, và mình rất là quen thuộc với pháp này. Có cái pháp thứ hai thưa quý vị, nó khó nhận thức hơn, có thể nói rằng nó khó nhìn ra hơn, nó khó nhận thức hơn. Mà muốn nhận thức được đó là phải trải qua cái quá trình tu tập về tuệ quán, thì chúng ta mới dần dần chúng ta cảm nhận được điều đó. Còn nếu như mà tuệ quán của mình yếu á, thưa quý vị, mình cùng lắm cũng chỉ đạt được ở cái mức độ mình thấy được cái khổ của thọ khổ thôi à, chứ mình chưa có thật sự cảm nhận được cái khổ của hỷ lạc ở trong những gì mà mình ưa thích khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái lý do là khi mà tâm tham á, thưa quý vị, khi mà tâm tham nó liên hệ đến hỷ lạc á, à, nó liên hệ đến hỷ lạc, những gì mà nó thích thú, nó vốn nó có bản chất của tâm, à, tâm si trong đó. Mà khi có bản chất của tâm si, nó làm cái trạng thái là che đậy thực tánh của pháp, nó làm cái trạng thái đó, nó làm cái phần sự che đậy cái thực tánh của pháp, làm cho mình mê mờ, mình không có nhìn ra được cái tướng trạng thật sự của nó. Cho nên đòi hỏi cái việc rèn luyện của mình, à, nó phải đến ở một cái mức độ nào đó. Chính vì thế mà cái này nó không thể nào cảm nhận bằng cái sự suy nghĩ được, thưa quý vị. Suy nghĩ chúng ta không có làm được đâu, suy nghĩ mình không có làm được đâu, bởi vì trong lĩnh vực này là lĩnh vực thuộc về kinh nghiệm, thuộc về pháp hành, phải trải nghiệm. Cái vị hành giả đó đó phải luyện làm sao mà quán sát thân tâm của mình, à, đến một cái mức độ mà trí tuệ và chánh niệm của vị đó phải đủ mạnh để mà cảm nhận được, dù cho cái
gì mà mình ưa thích vừa lòng đối với lạc thọ thì nó vẫn có cảm giác là không có có được hạnh phúc, nó không phải là hạnh phúc, chỉ là như vậy thưa quý vị. Cái tuệ lực của vị đó mạnh đến như vậy. Rồi đến một cái trường hợp thứ ba, đó là xả thọ. Xả thọ khi vị ấy tu tập làm sao mà đến một cái giai đoạn mà trí tuệ và chánh niệm của vị đó nó mạnh đến mức mà vị đó nhìn dù trong những cái cảm giác rất là bình thường của thân tâm thôi, nó không có chênh lệch thuộc về khổ lạc, nhưng mà do cái cảm thọ này nó phải tùy thuộc, nó phải nương sanh, nó phải dựa dẫm bởi nhiều pháp khác nhau, cho nên vốn phải đón chịu những cái điều này nó cũng không có gì được gọi là lạc ở trong pháp vũ vi ha. Điều đó không phải do vị đó học hoặc là suy nghĩ mà ra, mà vị đó cảm nhận trực tiếp luôn đó thưa quý vị. Cái cảm nhận trực tiếp này chỉ có cái trí tuệ thôi, chỉ có trí tuệ mới cảm nhận được ra cái điều này thôi, trí tuệ của thiền quán tu tập. Chứ còn trên thực tế thưa quý vị, chúng ta không có trí tuệ của thiền quán, mình không có thấy ra được cái sâu, cái chiều sâu của chữ đúc kha đâu, của chữ đúc kha đâu. Cho nên đối với pháp tứ diệu đế đúng không vị, đối với pháp tứ diệu đế riêng một pháp đầu tiên thôi là khổ đế thôi, nó cũng tùy theo mức độ. Mức độ mà đến những người mà như mình học á thì mình chỉ học vậy thôi, nhưng mà trên đụng chuyện nhưng mà mình vẫn thích thú đúng không? Đối với người mà người ta tu á, người ta chạm mặt nhiều lần, mới đầu người ta bị che đậy mê mờ bởi sự thích thú, nhưng mà từ từ do niệm tuệ và những cái pháp khác ở trong tâm người ta mạnh quá, lúc đó người ta lúc nào vị ấy cũng thấy được cái tướng chung của tất cả những cảm thọ, dù cho đó là khổ hay là hỷ hay là xả thì nó cũng quy về một pháp, đó là khổ mình học chứ nó không có sự khác biệt, nó không có sự hơn thua. Còn phàm phu do tâm tham mình nhiều cho nên mình mới có nặng nhẹ, mà khi có nặng nhẹ thì mới sanh ra sự ưa thích pháp này chối bỏ pháp kia, níu kéo điều này đạp đổ điều khác chính cái đó nó mới tạo được cái sự rắc rối và khổ. Đó là do như vậy á. Cái này là phải do mình tu tập thôi, chứ còn mình đâu có ngồi mà mình suy nghĩ ra hay mình học, nó chỉ là cái cách thức để mình biết một cách đại cương thôi, cách đại cương thôi, chứ trong thực tế ở trong tâm của mình không có cảm nhận được cái hỷ lạc của sự dính mắc những gì mà mình ưa thích đó. Mình không có cảm nhận được đó là khổ. Nguyên nhân tại sao thì sư cương đã nói rồi, bởi vì trong tâm bất thiện, trong tâm tham á, nó có chi pháp của tâm si, nó có cái chi pháp của tâm si, mà chi pháp của tâm si đó là một cái thuộc tánh tâm sở, nó sanh lên nó làm cho tâm bị che đậy không thấy được cái bản chất thật sự và cái tướng trạng thật sự của pháp hữu vi. Lúc đó không thấy rồi thì dĩ nhiên là nó phải suy nghĩ khác chứ, nó phải nhìn theo cái hướng khác chứ, nó đâu có thấy được đúng cái thực trạng của nó đâu. Đó là như vậy. Cho nên nguyên nhân mà muốn thấy được cái điều cái gì mà ăn ngon hay là mặc đẹp đó là khổ, thì cái đó phải đòi hỏi cái quá trình mình tu tập rèn luyện về tuệ quán của mình thôi. Chừng nào mà tuệ quán của mình mạnh mà đến mức mà kể cả đối với khổ và hỷ nó đều chung một cái kết cục, nó đều chung một cái kết cục là khổ mà thôi. Cái trạng thái tâm đó thưa quý vị nó đầy uy lực, cái người đó có thể nói rằng không có bị dao động bởi pháp thế gian. Trong cái tình trạng đó có thể nói rằng không bị dao động bởi pháp thế gian, đó là lý do như vậy. Còn mình không có tu thì tâm của mình bị dao động, khổ thì mình đạp, cái gì mình phái mình kéo, cứ vậy đạp với kéo suốt ngày, hai chuyện thôi, đạp kéo đạp. Đó là như vậy. Sư gửi mic lại cho lớp học.
Nam mô Bụt Thầy dạ, và con xin kính tri ân lời giải thích của sư, và con cũng biết được cái đó là phải là vô pháp hành, chứ tự nhiên mình ngồi mình học theo cái văn từ thì mình nghĩ là mình hiểu và sư, nhưng mình không có thể được mà chứng nghiệm như là lời Phật dạy. Thành ra sư nói chính xác, con nghĩ đó là phải vô pháp hành thì mới thấy được như là lời Phật dạy. Dạ sa thú, và con thấy sư sư tuệ nhẫn bạch sư, và con xin kính nhân bích lại cho sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy dạ. Con cung kính đảnh lễ Thượng tọa Thâm Tâm và sư huynh Viên Điện bài pháp thật là hay. Con xin chia sẻ một chút để cũng góp phần thêm cho cái sự hiểu biết cùng chúng. Chúng ta biết cái phân và nước tiểu á, thì khi nó nằm trong bụng của mình á, thì chúng ta cảm thấy nó rất là an lạc. Nó không có cái gì phiền toái cả à. Nhưng mà khi nó đau bụng và chúng ta đi phân ra ngoài, nó dính vào thân thể, thì lúc này chúng ta cảm thấy hết sức là bực bội, khó chịu, nhờm ngớm à. Nhưng mà chúng ta không thấy được ở bên trong của nó, bên trong ruột gan mà nó chứa phân tiểu đó, nước tiểu đó, thì chúng ta cảm thấy rất là an lạc. Và quả thật nếu không có nó ở trong đó chúng ta chết. Để qua vấn đề này chúng ta thấy thọ không phải là chuyện đơn giản à. Không phải là chuyện đơn giản chút nào. Và nói đến đó thì để chúng ta hiểu cái mà như lúc nãy sư huynh Huy Niệm đã thuyết pháp cho quý vị cũng đã hiểu nhiều, và chúng ta thấy bây giờ chúng ta bàn lại một chút xíu về thọ đi. Để chúng ta biết là cái khổ nó nằm trong pháp vô vi phải không? Tất cả đều là khổ à. Rồi cái khổ trong tam tướng à. Thì cái khổ trong tam tướng thì kể cả trí tuệ nó cũng nằm trong lĩnh vực của khổ hết à. Nhưng mà cái thọ khổ đau á, là chúng ta chỉ sanh ra những cái cảm giác sợ hãi, lo sợ à. Thường thì những cái khổ thọ đó chúng ta luôn luôn tránh và né nó. Còn trí tuệ nó không có hiểu khổ theo kiểu đó, thưa quý vị. Trí tuệ nó hiểu khổ theo từng cái sắc la của thọ, nó sanh chung với cái pháp đó. Nó đều bị sanh và diệt. Và mỗi pháp nó đã có cái quy luật và duyên sanh của nó, như vậy là như vậy rồi, không thể đổi khác được. Và thọ khổ thì chúng ta biết rằng thọ khổ đó thì nó chưa có cái gì để đáng cho chúng ta phải quan tâm nhiều đâu, nhưng mà thọ ưu mới là cái quan trọng nhất à, nhớ như vậy. Như vậy bậc A-la-hán còn bao nhiêu thọ? Vị A-la-hán và vị A-la-hàm thì chỉ còn bốn thọ mà thôi, phải không? À, bốn thọ mà thôi. Chính cái thọ ưu này á, chúng là cái nguyên nhân mà tăng cường vừa phiền não và thúc đẩy cho cái khổ sanh khởi rất là nhiều. Và chính cái thọ ưu, cái tâm sân hận này, nó làm bức bách cả thân và lẫn tâm. Nó mới là cái vấn đề lớn. Và chúng ta mỗi khi chúng ta học đến thọ thì chúng ta phải hiểu được thọ là gì và bây giờ có cái thọ gì, và thọ gì cần phải diệt và thọ gì không cần phải diệt nó. Thọ của cái thấy thì có đáng phải diệt nó hay không? Thọ của cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Thọ của lúc ngủ say, thọ của thiện, thọ của vô ký à, có đáng để diệt nó hay không? Khi chúng ta hiểu được thọ
trong các căn môn của mình, thì lúc đó chúng ta mới thấy chỉ cái thọ nào nó đi với ba cái loại phiền não, tức là tham, sân và si. Thì lúc đó nó mới lộ diện cái bản chất của thọ ra. Và chúng ta phải hiểu cái thọ khổ này liệu nó có sanh ở sắc giới hay vô sắc giới hay không. Chắc chắn một điều là không. Thọ ưu nó có sanh ở sắc giới và vô sắc giới hay không? Chắc chắn là không, đúng không? Như vậy chúng ta phải biết, chính vì chúng ta sanh ở nơi cái cõi này làm người, nên là chúng ta tốt phước nên sanh ra mà gặp lời Đức Phật dạy, nên chúng ta đã có đầy đủ các pháp khi nó sanh khởi qua 6 căn môn này. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta phải nhận diện rất rõ về thọ để biết được thọ này do duyên mà sanh. Và chỉ có duyên cho nó thì mới sanh, bởi vì trong cái cảnh trần chúng ta sanh ở đây thì có cái thân này, thì cái thân căn này nó hoạt động, nó có cái thân thức này nó hoạt động nên nó mới có thọ khổ. Chứ còn ở sắc giới và vô sắc giới thì cái thân thức nó không có hoạt động nên nó không có thọ khổ được. Và cũng ở thế gian này thì cái thọ ưu, như vậy thì chúng ta phải biết rằng thọ ưu và thọ khổ nó phải có cái thân căn danh sắc này nó mới nương nhờ được. Mặc dầu cái thọ ưu thì nó hoàn toàn là động lực, nhưng mà nó không có những cái căn đầy đủ này thì nó cũng không sanh, đúng không? Như vậy thì chúng ta phải hiểu rất rõ về thọ là như thế nào, và chúng ta phải biết cái thọ nào là quả, thọ nào là thọ duy tác. Thọ quả và thọ duy tác là cái thọ đó chúng ta không thể diệt trừ và không thể làm gì, mà cái đó chỉ là một cái đối tượng cho chánh niệm mà thôi. Và đã nói rồi, chúng ta quán thân quán thọ hay quán tâm quán pháp không phải để làm bất cứ một điều gì, không phải để diệt trừ phiền não. Nhớ một điều, mà chúng ta thấy ra các pháp vận hành theo nhân duyên, thấy được tam tướng vô thường, khổ vô ngã của nó đúng với pháp mà theo duyên sanh Đức Phật dạy, thì cái con đường thiền quán nó đi đúng cái quy trình của nó là như vậy. Còn nó không có diệt phiền não nha. Nhớ, thiền định hay thiền quán gì nó cũng không bao giờ diệt phiền não cả. Thiền định thì nó áp chế làm cho phiền não không sanh khởi được, và an định vào một cái đề mục mà nó hợp với tùy theo cái tâm tư của chúng sanh đó, theo các cái duyên của nó. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái thiền quán đó là nó chỉ mới mục tiêu là đầu tiên của nó phải là chánh kiến, tức là thấy biết từng thực tại và từng cái cảm thọ sanh nơi các cái căn môn này một cách hết sức là rõ ràng, và mới thấy được duyên sanh của nó. Và cái thiền quán, cái mục tiêu của thiền quán là gì? Là nó lấp đầy chánh niệm tỉnh giác sau những cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này nè, để kinh nghiệm các cái thọ này, để cho cái vô minh và nhất là cái tà kiến nó không thể xen vào được khi mà thấy các cái thọ này nó thay đổi sanh diệt. Cái chỗ đó là tam tướng khổ của nó mới mới nổi đó. Thì nó lấp đầy cái khoảng sau thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này, chánh niệm tỉnh giác nó sanh lên và nó làm cho ý niệm về ngã không có sanh khởi được. Và khi đầy đủ các cái ba la mật, và nhớ là tất cả thiện, chúng ta có làm thiện đến cỡ nào và làm ác đến cỡ nào thì cũng không giải quyết được cái vấn đề sanh tử. Nhớ như vậy, chỉ có mỗi một thực tại duy nhất, đó là thực tại
của trí tuệ và làm sao mà bắt kịp được với cái sắc lai hiện tại này để mà nó làm duyên cho tâm siêu thế sanh khởi, để mà bứng gốc những cái lậu hoặc phiền não. Như vậy là cái thiền hiệp thế nó hoàn toàn không có diệt bất cứ một cái phiền não nào cả, nhớ. Không có diệt thọ tưởng hành thức gì hết á. Chúng ta đừng có lầm tưởng, rồi chúng ta đừng có nghĩ rằng là quán pháp duyên sanh thọ diệt thì ai nó diệt, mà chúng ta không hiểu được tâm đạo nó diệt cái gì. Nếu mà chúng ta hiểu tâm đạo nó diệt cái gì thì chúng ta biết cái vị sư này hay cái cuốn sách này nó sai, không thể tưởng tượng được mà chúng ta cứ như vậy đi theo. Tâm đạo nó diệt cái gì? Cái đầu tiên của nó phải là dẹp bỏ ý niệm về ngã trong tất cả các pháp. Chúng ta không nắm rõ được giáo pháp của Đức Phật, làm sao chúng ta có thể kinh nghiệm được pháp trong đời sống hàng ngày? Không có chuyện đó. Như vậy thì chúng ta phải hiểu được thọ nào là quả, thọ nào là thọ duy tác. Như lúc nãy sư Huy Niệm đã trình bày rồi, sư chỉ trình bày thêm để mà chúng ta làm nổi bật lên cái diệu pháp, để mà tâm trí của chúng ta nó mở ra. Và chúng ta phải hiểu thọ này nó cũng do duyên các pháp đó sanh lên và diệt, như bao nhiêu pháp khác. Thọ khổ nó cũng chỉ là một pháp, nó sanh lên bởi duyên của nó. Như vậy thì lúc này chúng ta bình đẳng trong các pháp. Các pháp chỉ để trí tuệ hiểu biết về nó như nó đang là mà thôi. Và cái con đường thiền định và thiền quán này chúng ta phải hiểu rất rõ ngay từ buổi ban đầu. Cái ý niệm về ngã phải được đặt xuống trong tất cả mọi hoàn cảnh. Thì giáo pháp nó vốn đang hiện khởi, nhưng mà vì chúng ta nhìn sai pháp bằng cái ý niệm về ngã đó, nên là các cái câu chuyện và này kia nó hình thức vào rất là nhiều, nhiều lắm thưa quý vị. Thì chúng ta phải hiểu được như vậy thì lúc này chúng ta đã rõ thọ rồi chứ gì. Đã rất là rõ thọ phải không? Như vậy là cái khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm là nó có thọ ưu được không, nó có thọ hỷ được không? Nếu không thì tại sao, tại sao chúng ta nhìn cái người đó mà chúng ta lại cười vui, chúng ta lại ghét? Ta không hiểu được nó nhanh như cái mức độ mà tâm của chúng ta đã là động lực rồi, thì lúc đó nó che mờ cái thấy của chúng ta, che mờ cái thọ xả rồi. Nếu chúng ta để ý thêm một chút xíu nữa thì hàng ngày chúng ta vẫn nhìn như vậy, mà tại sao nó không có sân này, tại sao nó không có hỷ này, thì chúng ta mới thấy được cái khoảnh khắc thấy này nó đi với thọ xả thật sự của nó. Bởi vì nó là quả thì nó rụng xuống, thì tại sao mà nó lại sân? Thì chúng ta biết là nó khác ở đây, nó đã ngầm có một cái ý niệm về ngã từ trong sâu thẳm này, là ai đó, người nào đó mình ghét rồi đó. Thưa quý vị thấy nó chạy nhanh đến mức độ mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Lần này chúng ta nghe một cái âm thanh nó vô cùng tưởng đó là thọ ưu, nhưng mà đâu có phải, nó vẫn là thọ xả như thường. Thì khi mà chúng ta hiểu về thọ đó thì lúc này chúng ta mới biết được nó, nắm thật chắc về nó. Giáo pháp của Đức Phật đó, xin thưa với quý vị, chúng ta làm một cái gì đó là nó sai hoàn toàn với giáo pháp, và cái gì nó đã qua rồi cứ để cho nó qua, và chúng ta cứ nghe cái diệu pháp một cách đúng đắn về những cái thực tại nó sanh khởi nơi các căn môn này nè, và khéo tác ý dần dần lên, chúng ta nhận diện cái bản chất của nó. Đó là con đường chấm hết cho sanh tử. Một con đường duy nhất, không có một con đường nào khác, và con đường này nó bắt nguồn phải từ trí tuệ một cách đúng đắn, nghe diệu pháp của Đức Phật một cách đúng đắn. Nếu chúng ta đã nói về thọ thì chúng ta phải phải ngồi với nhau lại để chúng ta tìm hiểu về thọ là như thế nào, thì lúc này tự động cái cường thiền quán thọ nó sẽ khởi lên cho chúng ta thôi, chứ có phải không ạ? Đúng không? Có đúng không? Nếu chúng ta nhận biết
tại sao mà tướng tây u nó sanh, mà trong khi đó cái thấy nó là thọ xả, thì chúng ta biết được rằng vừa có một cái là do cái thói quen tích lũy về về nghiệp bất thiện mà nó đã có cái động lực sau đó rồi đó. Tham hoặc sân về cái hỷ hoặc là u về cái đối tượng thị giác, nhưng mà thực tế nè cái tâm thấy nó đã mất đi rồi, thì chúng ta mới thấy được rằng cái đó mới gọi là cái sự hoại diệt của cái thọ. Thì cái trí tuệ này này nó hiểu về cái này nè, nó hiểu về cái khổ đế này, nó mới an lạc, chứ không phải là chúng ta thấy khổ rồi nó khổ đau. Không phải, cái trí tuệ nó thấy khổ đế là nó xả ly, là an lạc, chứ không phải là nó bám víu đó. Thì cái khổ đó thì chúng ta biết là trí tuệ nó thấy nè, thấy toàn bộ cái khổ đế, tất cả những cái chân tướng của cái thọ này trong tất cả mọi phương diện của nó. Và nó thấy được, dù là cái trí tuệ nó sanh lên nó cũng là vô ngã, do duyên sanh nó diệt đi, nó cũng không có cái gì cả, thì tâm của chúng ta nó đạt đến xả ly. Thưa quý vị, như vậy thì chúng con xin chia sẻ một phần chút xíu về thọ ở đây, chắc bây giờ cũng tới giờ rồi. Xin xuống bếp. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ con xin kính thỉnh sư Tuệ Nhẫn thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng chúng con buổi tối hôm nay ạ. Dạ con xin kính thỉnh sư ạ. Phavatu sa bamanganang rakhantu sa padevata sa babuthan rupa vena sada sothi phavantu te phavatu sa bamangalang rakhantu sa padevata sa pathamma rupa vena sada sothi phavantu te phavatu sa bamangalang rakhantu sa padevata sa pasangha rupa vena sada sothi phavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin dẫn người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng sự thành lợi thường đến người, xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thụ xà thụ xà thụ. Dạ con xin tri ân sư Tuệ Nhẫn đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng ạ. Bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề wa san ti wi ha ra wa ni u be kha re bo thi kha re ta hình ta hình ta tham ma da ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha wi ha ra mang da le. Thế ra cha mắt cha na wa ca cha phân kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sap ba na phu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta pha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hòa răng pa tình cha tê sam bê bi đôn kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mắn tha ra cha bùng ga la sang khô tu sa mắc go wa an tha ya ta ya cha am he răng kha tu sang tham mô sam bê bi tham ma cha ri no vu thân sam ba bu ne ya ma tham ma ri yam ba we di te i đàng nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu y nàng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng quá tám mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng,
cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyên Như xin mời chư Phật tử kính mến trở lại đạo tràng Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai, sẽ là ngày buổi sáng thứ sáu ở Việt Nam và buổi tối thứ tư ở bên Mỹ, và cũng như thường lệ giờ học ở bên Mỹ từ 8:30 cho tới 10:30 giờ Hoa Thịnh Đốn vào buổi tối, và là của Việt Nam là từ 7:30 cho tới 9:30 vào buổi sáng ngày thứ sáu. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.